Xin chào cả nhà. Hôm nay được đi ăn sinh nhật. Hôm nay sẽ đi vô mời các bạn đi vô ăn all you can eat, đi ăn buffet nhé. Đồ này là đồ Trung Quốc. Ăn bún ở Huế hôm qua ngán rồi, giờ hôm nay thôi đi ra ngoài ăn. Đây đây đây. Thế phần này hôm nay là sinh nhật của cô này, cô áo đỏ. Giờ là đang đứng đợi đây, các bạn đang đứng đợi đi vô thôi. Đạt đi lấy đồ ăn đi. Ok. You give it to me, okay? Ok. Đi đi. Đi nào cô. Thế bên này hai cậu bảo đi. Hai đấy. Hiện bây giờ mình đang ở cái quầy khai vị đây các bạn. Có con sò này, có tôm. Đây là gỏi đậu mực. Đây là gỏi gỏi bắp cải thì phải. Đây là trứng luộc. Đây là salad đây các bạn. Kim chi rồi cái ô liu ớt. Bên đây là quầy đồ chiên nha các bạn, thịt chiên, cánh gà chiên, khoai tây, tôm. Rồi có chả giò nè các bạn, chuối chiên, bánh. Và phía bên đây là miến xào, rồi mì xào hết rồi các bạn. Bánh nhau khi xào bên kia, rồi cá, đây là cá chiên luôn, đây là súp. Đây là bánh mì,
tôm chiên, con là sò nướng với bơ, tôm nướng với bơ, biết họ bỏ gì lên. Đây là càng cua đó. Đây là cá hóc với bơ. Mời các bạn ra toàn cả ra cho các bạn coi. Nó có nhiều quầy lắm. Đây là đồ sushi của Nhật nha các bạn. Có nhiều loại cá, nhiều loại sushi. Và cái này mình ăn cũng được. Cái tôm đó kìa các bạn. Đây là cá, cái này là cá ngừ, này là cá hồi đây, cái này là rong biển. Hiện bây giờ là mình đang đứng trước cái quầy. Mình muốn ăn cái gì đó các bạn thì mình tự bỏ vô rồi mình sẽ đưa cho họ, đưa họ nấu cho mình ở cái bếp kế bên đó, các bạn thấy không đó. Thì mình muốn ăn lâu, muốn ăn nhiều tuổi ấy thì mình bỏ vô cái dĩa này. Rau cỏ này muốn ăn bao nhiêu cũng được, quên rau thôi chứ không có cỏ. Mình ăn mấy miếng thịt bò đấy, ăn bạn kia bên này ăn quá nhiều tôm thấy không. Mình ăn 2-3 miếng bò này, cái này cũng vậy, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy rồi tự mình nêm nóng vô. Lấy 4 miếng thịt. Đây có thơm nữa các bạn. Tôm. Có mì spaghetti đây. Đây cũng là bò. Đây là thịt gà đó. Dĩa của mình này thôi. Cái đồ nem nóng cái tay sót nó mình đắp. Mình ăn mặn, ăn ngọt, ăn chua thì đây mình bỏ vô. Cay đó. Bây giờ mình sẽ đem một tí tỏi. Để các bạn, đây là phần ăn của mình nè. Còn có tôm chiên bơ. Rồi con sò hấp nướng với bơ, tôm chiên. Đây là cua, đây là cả cua nhỏ. Cua này nó gọi, chắc là gọi là cua lột hả? Ghẹ. Đây lấy miếng thịt xa xíu đây các bạn. Ốc này, thêm đậu đũa.
Còn đây là đồ tráng miệng đây các bạn, nó có nhiều lê, táo, rồi trái đào, chuối. Còn đây là cái sừng gì, sừng sáo gì đấy. Bên đây là bánh ngọt nha các bạn. Đây là đậu phộng, mình quên tiếng Việt là gì ta, nó gọi là bánh gì đấy. Xưa hồi nhỏ thích ăn này lắm này. Đây là kem. Bạn muốn ăn kem gì cũng có hết. Nó có chocolate, rồi dâu, rồi vanilla. Còn đây là cái chocolate chảy. Nếu các bạn nào muốn ăn chưa với lại thơm á, thì lấy miếng như này. Nó mới bỏ vô này. Đã đặt thôi đấy. Chấm xuống đó cái chocolate đó các bạn. Đây là phía đây là kem. Đây là cái bàn này. Đây kem không đó, kem. Đó, mấy bạn con nít là rất thích ăn cái này. Nó muốn làm nhiều thì mấy bạn lấy ra. Nho đấy các bạn. Dừa, cam, trái dưa. Thôi giờ no rồi nha, để mình thở tí xíu nha. Chắc cũng mệt quá giờ thôi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Ăn no quá giờ nói hết được rồi. Bye bye nha.